cũng y chang khoét lỗ đúng rồi, xong bôi mycozet. Nhìn xung quanh ở ngoài bộ lá không thấy trái đâu hết, vì cái thằng thái cành nó cứng giống như ri, ri là cành nó bè ngon ngon là bắt buộc phải nêu cho nó lấy hả anh? Ờ có chứ, lấy mạnh luôn á. Bên đây thì nó, bên đây thì nó đi mũi giáo hơn bên kia. Đúng rồi. Ra lại này, nhưng mà tầm cỡ này chắc đi được rồi. Trái cỡ này để đi được. Vẫn bị xì mũ ha. Xì mũ. Cũng cái chiêu này, cũng mấy cái chiêu của mấy anh ngoài kia. Cũng y chang khoét lỗ. Đúng rồi, xong bôi mycozet. Có 5 trái nè. Này, thiết bị đồ bôi nè bà con. Bạn trải đánh răng bằng cô Z. Xong cái chỗ mà bị xi mũ mình quét lên. Tính ra đây thân cành nó tốt quá anh ha. Ờ, nhìn tới nhìn lui từ sớm cây này nhìn có vẻ khó hơn mấy cái kia rồi. Đây có vẻ đẹp hơn. Này đẹp à. Không biết năm nay có giá không ta? Theo mình nghĩ thì nói chung là cũng giá một câu đó chứ. Còn quanh bên kia dưới miền Tây thu 44. À bữa, so. Bữa nay mình đây là ri là người ta chấu, vườn người ta chấu 45 nè. Yeah. Còn Thái thì chưa đi chấu. Thái thì chắc nó chưa vô vụ lắm, khoảng 2 tuần nữa nó mới vô. Đúng rồi. Nói chung là tầm cả tháng rưỡi nó mới cấp mà. Dạ. Cành cái gốc bự, cành mọc, cành này khỏe quá. Còn cành này sang năm cắt nè, yếu rồi. Này. Cành nó cành tâm đó, ăn được trái nào còn sang năm tỉa bớt. Ở đây em thấy người ta ít hãm ngọn anh ha. Ừ đúng rồi, chưa thấy cái là đất băng không thằng. Người ta cũng chưa chặn ngọn. Thì còn nếu mà đất đồi thì cỡ này chặn ngọn hết rồi. Để chắc để mọc tự nhiên. Đất cao tuyệt đối của nó. Cái này không đạt hơn. Cái này hồi trước là từ nó hư độ luôn chứ không phải là chặn độ đó. À hư cô vết cơ đậu là phòng nắm bệnh đó. Nhìn xung quanh ở ngoài bộ lá không thấy trái đâu hết. Vô đường gốc có thấy hả? Dạ yeah. Dạch vô trong nó quá trời trái đẹp ha. Hôm nay thấy người ta mới có neo trái ra anh ha. Ờ đúng rồi, ít có neo cành. Thường bên ngoài kia người ta hay neo cành. Với lại Thái nói chung là cũng không cần mình ít neo đợi cũng đỡ phải neo cành. Yeah. Vì cái thằng Thái cành nó cứng giống như ri. Ri là cành nó bè ngon ngon là bắt buộc phải neo cho nó chứ nó khỏi xẹp nó thôi. Trời cái này nhỏ nhìn thấy ái mà trái. Trái khiếp. Đẹp á. Cái này là hiện tượng bị bệnh á. Xì mũ à? Đúng rồi. Xì mũ nhưng mà nó cũng giấu là dấu khô rồi đó. À, cái này bị nè, cái này như mới bị nè. Này mới bị, dấu này cũng mới bị nè. Ừ đúng rồi. Ướt này mới sáng sớm mà mình đi vườn là mình thấy nó ướt à. Ừ. Trưa nắng lên thì nó khô, dấu ướt nè. Nhìn nó cũng đơn giản vậy, nó cũng nguy hiểm á. Đúng rồi. Thường dấu đó mấy con sâu đục cành rồi nó hay vô đó nó cắn phá thôi. Nói chung là vi khuẩn. À. Cây có vi khuẩn của cây, còn người có vi khuẩn của người. Rồi tôi là thấy rồi. Cây cái nhỏ không à. Này là trồng sâu. Trồng sâu. Lên trên đồi đó là hết rồi anh. Đúng rồi. Cây đang vô năm thứ hai. Cây trây nha. Nhưng mà hàng trây là vô năm thứ hai đó. Còn cái này là chắc được năm cái 3. Là năm thứ ba nè, năm thứ ba rồi. Nhưng mà cái nào trước anh trồng cũng đều, anh mới cưa đều thôi. Sao những
cái cây này giống như bị hãm ngọn vậy ta. Không, nó bị gió hay là bị gãy sâu nó bị gãy mất, mất cái ngọn rồi. Đúng rồi. Đồ này bị mất đột nhiều. Bên đây nó bị mất đột nhiều quá. Vậy mình trồng thử cái trồng thóc thử như thế nào. Không, nhiều người làm cái giống lùn nhìn thấy nhìn cũng đẹp. Này cái này chưa thấy bị bệnh rồi nè. Cây này hình như là anh cắt mà. Không, đây nè. Giống này giống xì mũ nữa. Xì mũ đó, nhỏ nhỏ quỷ rồi. Xì mũ thân nha. Này là mới là xì thôi chứ cũng chưa có thấy bệnh gì. Hiện tượng đó, nhưng mà hiện tượng. Thời gian sau nó mới chết được. Còn cây này cưa cái phần ngọn nó rồi nè. Nó có bị lai không em? Ít là bị xì mũ á. Yeah. Lấy hả anh? À. Có chứ. Lấy mạnh luôn á. Ừ, cái này bắn bị chấm chấm. Thường nó lấy là đốm. Nó đi theo nước á. À. Với lại kiểu như là anh dọn cành mà không sạch đó, nó sẽ đậu được cây này qua cây khác. Nhỏ nhỏ mà điều nhiều là xin kinh. Câu này là như hạt hay sao á? Này chắc cứu là hạt luôn rồi. Quả này. Được bơi quả. Hạt những quả nó chấm hay. Cuốn xíu xíu à. Đồ miếng hạt luôn. Hiện tại thì bên đây có mật tại khu vực Đạ Hoai á. Thì sẵn đây mình sẽ cập nhật giá sầu riêng ri 6 đang chốt xô tại vườn cho bà con nha. Hiện tại giá sầu riêng ri 6 là 45.000 trên 1kg khi mà mình chốt xô ở tại vườn. Còn đối với sầu riêng Thái á thì nó sẽ vào vụ trong khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa. Khi đó mình sẽ tiếp tục cập nhật giá cho bà con nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau.